Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn. Và lời nói đầu tiên là cho Khánh và gia đình gửi lại chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Thì hiện tại là Khánh đang ở nhà ba mẹ ở Phước Toàn, nông nghiệp Vĩnh Lực Long An đây bà cô bác ơi. Đây đằng sau Khánh đây bà cô bác thấy hình ảnh quen thuộc rồi. Đây chị Ba, cha, vợ Khánh nữa. Vợ Khánh đang dọn chén tô gì nè. Bữa nay là làm món này là món thịt luộc cuốn rau sống chấm mắm niêm đây mà cô bác ơi. Đừng có chào nha, đang bưng hai tay mà chào cái cua luôn á. Dặn trước. Đây Khánh Chuyển mới quay lại mời bà cô bác xem những vị diễn biến tiếp theo của gia đình Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn luôn. Bây giờ là coi như là món này là đặc biệt luôn á, thịt luộc cuốn bánh tráng chấm mắm niêm hết sảy luôn. Bữa nay thì coi như là hôm nay rút kinh nghiệm thì trong quá trình hồi nãy Khánh với mẹ là đi công tác ở ngoài cũng về trễ, bây giờ là ở nhà làm coi như là cũng gần như là hoàn chỉnh hết rồi. Giờ sẵn là ở nhà cuốn luôn, cuốn sẵn luôn bà cô bác. Cái này là cái khâu cuốn đỡ rồi, cái này là chỉ vô là lấy chấm ăn thôi. Hôm nay về hả? Rồi thôi. Rồi bây giờ để Khánh Chuyển máy quay lại. Trước khi Chuyển máy quay thì một lần nữa thì Khánh cũng xin kính chúc toàn thể quý khán giả, quý mạnh thường quân, đặc biệt là những người bệnh đó, lúc nào cũng khỏe mạnh hết, công việc lúc nào cũng thuận lợi và thành công. Rồi Khánh Chuyển máy quay là đây. Đây mà cô bác ơi, đây Khánh cầm máy quay hơi xa, Khánh Chuyển máy quay lại. Đây. Ba chị em dâu nãy giờ đang chiến đấu cuốn hồi nãy giờ mới được có một dĩa hả chị Ba? Hai dĩa rồi, quên nãy cầm một dĩa lên rồi. Đây mẹ mới đi tắm ra đây mà cô bác, trời mẹ tắm mẹ giặt đồ luôn hả? Đây là nghe nhựa quá trời không xỉn gì đi. Nghe nhựa còn hơn là anh ba anh nhựa. Anh ba anh nhựa rồi là anh xỉn rồi đó. Nói gì không xỉn. Thấy đi xanh bình thường mà. Đây thịt luộc. Thịt luộc rồi bún rau sống. Rau sống có dưa leo nữa. Trời, chị Ba cuốn rau quá trời luôn rồi. Bà lấy băng đĩa nói băng nhựa chắc nó tự nó nghĩ rồi bậy rồi đó, bậy rồi nó nói băng đĩa khác nhiều lần nó nhão phải không? Sáu giờ ông bà của bác ơi, ý chang nói là đang quay kìa. Này cuốn còn lâu à, còn một dĩa thịt bự quá chị Ba chỉ cuốn mà thịt quá trời luôn mà cũng còn thịt nhiều vậy. Đây mời cô bác. Này chắc để chút xíu ba, thường ba ăn tô à. Thì để một tô thêm vài cuốn nữa đi rồi. Ủa Trang cuốn không có thịt hả? Mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ cũng có thịt chứ. Thì thịt đó, ý là có thịt mà. Thấy nó trắng tinh nè. Không có rau thôi. Đây mà cô bác ơi, để ngoài coi ở dưới bếp có gì nữa không? Hết rồi. Nè, này có này là để làm xôi mặn nè. Này hổng làm xôi mặn nè ông bà cô bác, cái này là cái gì quên rồi trời, cái gì mà ăn tưng á cam thảo, cái gì bắp thảo nè, ở đây nữa đây ông bà cô bác. Đây là có đây Khánh xuống chia sẻ hết ở dưới. Đây là muối ớt nè, muối ớt này để chấm trái cây. Muối ớt này là Phong đi ra ngoài rồi Hoàn Cảnh bán rồi mua giúp cho Hoàn Cảnh nha ông bà cô bác nè. Muối này là Phong mua, còn có muối chị Ba làm nữa. Muối này ngon lắm nè. Muối này mà mình kiếm một con gà tre mình hấp, mình quất là ngon hết sảy và say luôn. Còn ở đây, đây là cà phê. Cà phê này là của cô Thiết ở quận 4 nè. Cà phê đi trà nè, cô cũng gửi cho gia đình đây. Để đây coi như là ông nội bà nội là lúc nào cũng có trà cà phê uống luôn. Rồi tiếp tục Khánh đi lên trên. Nè em chút mấy hũ muối về ăn gà nè em. Gà thì đợi tới bà nội cho gà đi thì chấm sau. Gà hôm nay là gà đẻ luôn hả mẹ? Gà hôm nay thấy nó chạy tung tăng, nó gì đâu mà nó ngủ trên mấy cây mai quá trời. Đặc biệt gà ở nhà đó mà cô bác là ngủ trên cây không à. Xong hết cho em. Nãy giờ em chưa chào bà cô bác nè. Dạ chào bà cô bác. nãy ảnh không cho chào. Rồi sắp xong rồi, thôi bây giờ lên chảnh vừa cuốn vừa ăn nữa tiếp luôn chị Ba ơi. Xong rồi. Xong chưa? Xong rồi nè, còn vài cuốn là xong rồi. Rồi chị Ba, cuốn này cuốn nữa thôi hả chị Ba? Còn này chừa miếng rau phải không? Chừa rau thôi. Nhiều, rau còn nhiều quá, rau vậy chứ còn nhiều lắm á. Ủa đâu có mấy cục heo quay ở đây nữa. Trời nãy tự nhiên phát hiện luôn. Mua. À mua hồi sáng hả? Không, bây giờ nó đi Kiên Giang nó quay, tại vì bây giờ đang lúc mà nghiệm thu nhà để trao cho hoàn cảnh đó mà cô bác. Ở đây có rau muống nè, rau muống ngắt ở trên chả hả Trang? Dạ. Rồi không ăn để nó, rau muống này mỗi lần ăn là phải ngắt cái mũ á, bỏ mũ nha. Mũ trên cái đầu, cái đọt á. Thì bỏ cái mũ á, mũ nó thâm thâm thôi. Đây lên trên không mời cô bác ơi. Mẹ làm vậy mẹ? Thắp nhang đi ăn luôn mẹ ơi, chuẩn bị xong rồi đó. Sắp xong rồi, mẹ thắp nhang đi ăn là vừa đó. Đấy, Khánh lên trên bỏ đèn lên cho sáng để mà các bác ơi. Đây, mấy đứa nhỏ đang chơi. Mấy đứa nhỏ đang chơi trên này. Để Khánh qua Khánh mở đèn. Mở đèn đây. Đó. Mở đèn lên. Mở điện thoại. Đây nè tụi con chọn bà cô bác nè. Chuẩn bị đi ăn nè. Đi coi chừng sâu con, sâu vô đây. Trời xem chút trúng đầu em bây giờ con. Đồ vô mấy đứa nhỏ ra đây con để anh hai đứa anh đánh nè. Hả? Con ngồi vô góc, vô Su ơi. À. Đây nè ông bà cô bác. Thôi con, cái quần của ai vậy? À, quần của Su á hả? Bỏ đó đi, bỏ đó đi. Ừ, đem vô cho mẹ. Coi chừng cái xe nóng á, xe ba nóng đó nha. Xe nóng. Su con chào ông bà cô bác này con. Ừ. Thôi con xe nóng, đừng có đi qua đó. Xe nóng đó con. Xe nóng à, nãy giờ có đụng không? Đụng vô nóng đó nha. Đây ông bà cô bác đây. À, nãy là đưa lên đây một dĩa trên đây là đây. Uống xong hết rồi. À, để Khánh vô trồng tiếp. Ngày buổi tối bây giờ con cũng sụp tối mà các bác. Cái hũ còn hũ bự nữa. Đây nè, nó y chang luôn rồi đó. Ăn được chưa hả? Đói bụng rồi hả? Đợi nội đi mà nội lên ăn, có bé Su được ưu tiên ăn trước kìa. Bé Su được ưu tiên ăn trước kìa. Mẹ làm thao nước mắm này là tới mẹ đẻ em bé luôn. Không có làm. Ăn cái cũng làm một vậy nè, hai cũng vậy nè. Mỗi lần làm chai bình dầu ăn á, dầu ăn 5 lít á. Dầu ăn 5 lít á. Sao bỏ vô dừa. Cho ăn tới Tết luôn chứ không ăn không làm hoài là biết. Từ con, nè ông bà cô bác ơi. Uống xong 3 dĩa luôn. 3 dĩa mấy bé nhỏ được 1 dĩa luôn, ngon vậy ta. Anh gì ăn nè gì? Nội mà ông nội lên ăn kìa. Em nhỏ xíu. Ông nội xỉn. Ông nội đi bữa nay ông nội đi đám giỗ. Rồi. Thôi cho mấy bé nhỏ ăn đi. Rồi tụi con mời cô bác ăn nè. Mời bác ăn. Rồi. Từ Nam đi học mà. Dạ, đi ngồi đi ăn. Uống thịt heo. Theo của bánh tráng. Ngồi đi. Mẹ ngồi đó mẹ, vô mẹ. Rồi. Rồi xích qua. Nè mẹ vô, ghế bé Su chiếm tới 3 ghế rồi nha, cười nữa chứ. Còn quay qua cười bé Sau 2 ghế luôn. Lấy ghế thêm chăng. Nãy chồng lại này nè. Chồng lại 2 đứa này. Hai đứa này hết chiếm hết 5 ghế rồi. Thôi được ghế này cho nó gọn, được rồi ghế đó nó chật. gấp bàn tay mà. Đấy. Rồi đủ rồi. Đủ hả? Cho ngồi chung lâu lâu cho ngồi chung bữa ha. Rồi. Bé em đi Kiên Giang rồi. Rồi cả nhà ông bà cô bác dùng nè. Rồi quá ngon luôn. Chào cái đó, mai cái đó. Dạ. Nó bay nó chào nữa. Ba luôn bạn. Gì? Ờ con ăn đi, ăn đàng hoàng nha, có chừng cay. Hả? Măng cua ngon lắm. Ngon không? Ờ dán ăn đi nha con. Ừ. Thôi cũng to quá con. Bé Xu ngon không con? Xu ăn nước tương hả? Bà cười. Mời chị ba cuốn nè. Nè ông bà cô bác. Cái cuốn nó bằng cầm tay của Khánh. Đưa vô bằng cầm tay Khánh luôn. Rồi tụi con ngồi chỗ ông nội đâu? Hả? Chỗ ông nội đâu? Ông nội đâu? Ông nội nè, đó ông nội nè. Ngồi xích vô. Rồi. Đây là có chấm đi mắm niềm, đi chấm đi nước mắm nữa nha mà cô bác. Hết bún rồi thôi chứ. Không con. Ngon nhiều. Ngon nhiều lắm. Rồi, ăn đũa thấy không bà cô bác? Ăn khí thế luôn. Đây là chén món niềm của con nè hả? Con đây hả? Nên nhìn có tờ con cũng là gọn nè. Đây mà cô bác bây giờ Khánh đứng luôn chứ giờ. Trời ơi, nãy nó dính. Ồ, không có dính không mà cô bác ơi. Đó là bằng hốc tay của bác ba, còn cái kia bằng hốc tay con. Khánh mời bà cô bác luôn, bây giờ Khánh đứng luôn mà cô bác. Biết hình ảnh có thấy không? Cuốn lần, mà muốn không cho bác ba cuốn nữa hả con? Bà Tư đứng là sao sâu quá nha. Mời ông bà cô bác luôn. Đây con cuốn đó. Thằng cuốn như hoài. Thằng cuốn với đời luôn. Tức bừng chứ quá. Cái tay bự cho cái tay bự cho em vậy đó thấy không? Cái bự hơn cái bắp chuối của con trồng. Có vàng vàng phải không? Nó để nó đông vui ăn nó ngon hả? Nó là ăn rau nó kêu ăn rau. Ngon mà cái đó. Nào nào mày bóc quen nó ăn rau rồi. Tính ăn rau được hả? Có thâu chưa? Ăn ngồi dưới còn được, dưới sống. Chế đồ ăn hả? Chế đồ ăn rồi. Mùi ngon quá. Quá ngon, chấm mắm ngon thiệt. Chấm mắm ngon thiệt á. Ăn rồi cái chừng 3 cuốn no rồi. Cái chế còn ăn chung bớt được cái đó. Con ăn cái cuốn rồi. Cuốn nữa ha. Thôi là cuốn nữa. Hết rồi ăn thịt đi. Bữa ăn xịt còn cơm lại bắt ba chai ôm quá trời chị ra không được. Con ôm, con thấy anh ba ôm. Nói em hôm nay con xịt thầu cơm, tao bắt ba thêm mà không thơm không ôm. Bữa đi. Đi đi đó. Mà bữa đó bắt ba trai đi vắng mà. Ba ăn với có tồn. Con hả? Chị bắt tiền lấy. Ăn này chấm. Chấm phải nước chấm nhiều mới ngon. Con miếng cuốn nhỏ. Bây giờ có cuốn này thôi mà nhỏ gì con? Có hết cuốn rồi. Nào. Có giá không? Có giá không? Ăn không? Ông nội lấy tồn. Thức ăn nãy kia cũng thứ này gì vậy hả? Dạ, có thứ một thôi. Lấy không? Rồi. Ăn bỏ chân chết luôn. Tận dụng luôn với đồ. Mắm nêm bên kia ăn có mắm, bà muốn ăn lắm. Mắm nêm mới có mắm nêm. Tại Hoa Trang mắm nêm nhiều. Mắm nêm nhiều ăn nó ngon. Nêm sao? Ăn ấm mà. Có bọc cái gì ra, có mũ gì vậy? Mẹ ơi, chấm mắm quá thiệt. Đâu có ăn nữa. Con bảo bác ăn. Con bảo bác ăn. Dạ con mời ông bác ăn. Con mời ông bác. Dạ đâu, thì dạ đâu. Con mời ông bác ăn. Nói chuyện ra là phải chỉ dạ đầu tiên nha. Nha con. Dạ. Bác kể cái gì mình có dạ chứ chỉ không chỉ dạ đầu tiên nha. Đúng không cày cày. Đúng là nguyên một bọc. Cày đâu? Không cày. Mắm chua của mẹ hết rồi hả? Nãy quên. Nãy ăn xong thôi bể dính này là cái sao bị dính bánh tráng vô rồi. Này chắc ăn. Ăn nữa mời bà bác làm thêm cái nữa. Cái rượu mày có làm được không? Cái rượu đó đó. Ngon. Ngon ha. Rồi em lấy trái. Anh ra vô anh hai dùng có nhặt cái này nó làm. Nhận chào ông bà cô bác đi con nước. Dạ. Mình lấy cái cánh nhà. Hậu sự rồi. Rồi uống chào ông bà cô bác ơi. Đến căn nhà kìa. Nó xong rồi bà cô bác đi xong rồi. Đóng cửa là mẹ đóng cửa đi đưa chị Hành học luôn. Ba. Dạ ba ba. Qua đó coi ngồi đó coi. Vậy là cũng biết trả lời đó hả con? Không. Cổ vô. Hả? Ngồi con. Con không ăn không? Ba ăn đi. Không được bạn thôi, không được bạn. Cha không ăn đi còn kìa. Tám hớp còn. Ê, hai đứa tám dĩa không vậy? Dĩa ta chúng ăn cơm. Ơi. Đi xuống đi, con đi vòng vòng đi. Nè. Mấy đứa không ăn đi. Ăn đi, chị ăn cắp dĩa đâu. Nãy phải bắt bà lấy đó, bắt bà cuốn kìa. Chắc chắn. Cuốn coi chưa? Lấy con kìa, con là ăn mẹ đi chị hai đấy. Bắt bà cuốn con. Nó mà nhiễu vô mình cái hôi dên. Rồi con. Rồi con ăn xong con đi xuống đi. Cái gì vậy nào vậy ta? Đi con. Đừng có múc chấm vậy con. Nghe em sao? Nó ôm từng người kìa. Sao? Sao con ăn vớt thịt ngoài kìa? Để chút dư nữa lấy. Con chờ bác ăn xong rồi. Chú ăn đi, chú ăn, cha ăn đi kìa. Để nó không đâu có để được. Này là ăn cho hết đi chứ để dùng qua dùng lại đó. Chia ngưỡng cuốn nữa này là bắt buộc mệnh lệnh. Mẹ ra chỉ tiêu đi. Không ăn tối nay khỏi cho vô nhà ngủ. Ớt tôi về mà. Không về. Ở vô bác Tư ăn nè không? Bác Tư ăn rồi bác Tư đi về. Bỏ, tôi nhả vậy. Con ăn hết chắc tối uống nước ba người em, Trang đi chị ba. Thôi em nấu con không ăn nữa. Đúng chị quay bác Tư kìa. Nó quay bác Tư đó con. Đi quay bác Tư sau lưng kìa. Cũng về cái ông nhậu ổng sợ té đồng nhưng đập đành. Ổng về không biết lấy vé của ổng đi á. Không biết ổng rồi. Đập. Nhậu rồi đó. Còn hút không? Đưa qua coi coi còn hả? Còn quá trời. Hút mà hút gì mà nó lấy? Nó đi vậy mà nó đem thuốc này nó uống không? Chị ba không kia ăn chị ba. Nhớ cho thằng hai thằng được kia hai cuốn thôi. Trời ơi. Nhiều ăn nổi không? Đó nổi không? 3 cuốn. Cuốn dao nhiều lắm nó. Vậy ra đi. Ngày không cứ để. Trời ơi quá trời. Chắc cái muỗng cũng không chịu mốt mà. Chút. Anh đưa sọt nha. Ăn 4 cuốn là vừa luôn, chén nấm đó. Cố tình. Chén nấm đó là 4. Mẹ tấm nè. Nãy anh ba có 3 cuốn. À 2 cuốn à. Anh ba cũng có 2 cuốn nữa rồi luôn á. To quá, em không biết mấy cuốn này quên mất rồi. Trời ơi, mới ăn xong. Chị 2 cuốn lại cái của chị. Thử giờ đưa nó tiền đô quá nhớ hết hả? Ngồi lấy thịt thịt nè. Dưới mười. Bao nhiêu tàu nhớ hết chứ hả? Tử rồi ai để tờ đi. Một vài cô gái đó là mất cái chết luôn. Cá trắng đó là còn miếng là xong hết rồi hả? Trời ơi. Còn cái đó là ăn gì nữa? Ăn này luôn đi mà sợ. Ăn hết, cái mắm niêm nó cũng phải hết chén mắm nó chứ em lại bỏ. Ôi, cứ giờ sao? Ăn không là vô hát nữa. Nó đói nha. Chú ơi, trời ơi, nó lấy đồ chi gì vậy? Ê. Quá trời, nó nập đồ với chị ba hoài. Thấy đồ đẹp quá. Nó mặc á. Ê, nó mặc đó. Nó rõ vô áo quần rồi. Rồi nó mặc vậy nữa, nó thấy để nó lấy nó mặc rồi. Rồi thôi đi con. Thì nó lấy cái áo nó chồng vô làm quần nó mặc. Không ăn sáng là tự nhiên. Ở giữa hôm qua tém mấy con nó hết con cơm. Còn mấy con xuống ăn cơm. Vậy là lên đá giường mà nội rồi phải không? Chồng luôn rồi. Em tắt máy quay giùm anh nhé. Rồi chào bà cô bác luôn. Rồi. Chào bà bác đi. Chào bà cô bác đi. Bao nhiêu chào em. Để đứa nhỏ nhất ra. Ừ, chào bà cô bà cô bác. Đằng kia kìa. Không nó nhìn cái mặt nó với mẹ. Chạy qua kia đi. Rồi chào đi. Rồi chào bà cô bác đi con. Rồi chào coi. Dạ bác. Ừ, dạ bye bye. Bye bye ông bà cô bác luôn. Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác anh chị kính mến nha. Bữa nay thì cô chú anh chị xem là ở phía sau lưng Phong á, là một cái dàn thuốc rất là hoành tráng luôn. Thì báo cho ông bà cô bác một cái tin mừng là bữa nay á, là giấy tờ ở bên đây á, là bên Sở Y tế nhưng mà bên bản quyền về cái bài thuốc ở đây á, được xác nhận và chứng nhận cô chú anh chị. Này, cho bà con uống hết bệnh á, thì mẹ thấy mẹ cũng vui mừng và hạnh phúc. Cũng mừng cho hai đứa con luôn. cũng cô bác nào tới rồi đặt thuốc á, mẹ cũng mừng. Có nhu cầu á thì có thể là điện thoại hoặc là tốt nhất á, là nhắn tin cho anh Khánh Nguyễn. Thì, sẵn đây thì anh cũng nói luôn, thì bây giờ không mà cô bác thì tất cả các vấn đề mà bên thuốc mà trị thần kinh tọa, đau nhức xương khớp, về viêm đa khớp, các bệnh về xương khớp á, thì ở nhà thì có một bài thuốc duy nhất thôi. Cứ liên hệ số điện thoại của Khánh, thì đặt có gì nhắn tin trực tiếp thì tối đến thì Khánh sẽ trả lời và hỗ trợ tư vấn cho bà con tối đa luôn. Rồi thôi đó. Thì Phong Nguyễn cũng xin cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều, và trong chương trình ngày hôm nay thì Phong rất là mong muốn những cô bác bị bệnh thần kinh tọa, đau xương khớp thì có thể liên hệ trực tiếp cho gia đình